Đây là cái vườn mãng cầu của gia chủ ở đây. Đúng rồi. Anh nói là anh lấy phân gà đó, rồi sáng dịp đó anh bón cho cái cây mãng cầu luôn. Vì biết ở bên Việt Nam ngày xưa đó mà trồng cây đó thì người ta dùng phân gà rất là tốt. Đó. Đang ra nụ luôn phải không anh? Một trái như này nó khoảng bao nhiêu phao? Một trái đó khoảng một phao, hơn một phao. À, hơn một phao hả? Dạ, khoảng 450 gram. Trái... Nó ra trái lần nào chưa anh? Ra hai đợt rồi anh. À, vậy đó hả? Dạ, hai đợt rồi. Florida nổi tiếng là cái khí hậu giống như là ở bên Việt Nam vậy đó. Mưa nhiều, hình thử là cây trái đây rất là nhiều, đặc biệt là mãng cầu, rồi những cái vườn cây ở bên Florida cũng đưa qua California để mà cho bán đi các cái nursery. Đó, còn một số vườn cây ở bên California cũng lấy những cái cây giống từ Florida qua để mà bán cho mọi người, mọi nhà. Đó, vườn cây là mãng cầu không. Ở đây một cái cây giống chắc rẻ anh hả? Mình ương ở nhà anh, tự động mình ương ở nhà. Thí dụ bằng cách nào? Mình ăn trái á, rồi cái mình bẻ cái hột. Mình gieo lên đó, mới gieo đó, mới xuống hôm qua nó mấy cây nữa. Rồi nó lên một khúc vậy nè, nó lên mình ương về cũng phải 5-7 tháng nó mới lên được tới đó đó. À vậy đó. Mà mãng cầu mình trồng là 2 năm rưỡi là có ăn rồi. À. Dạ. Quý vị, bây giờ thì phải nói rằng là bàn tiệc đã được bày ra rất là đơn giản thôi. Bên hiên nhà thì có một cái khu vực trống trải, mấy anh đây là sạch sẽ rồi. Ra để đây tiếp bạn bè cũng có mấy người không anh? Dạ đúng rồi, anh có mấy người. Mấy anh em thôi. Cái thành phố này mình ở kêu là thành phố gì anh? Pinellas Park anh. Tức là nó cách Tampa khoảng chừng 20 mấy cây số mà thôi. Mà cũng rất là thuận lợi, Freeway 4. Đi từ Orlando xuống dưới đây tùy theo hướng đi là East hay West. Thì như vị thấy ngày hôm nay đó là sau khi mà chày cái cá lầm với lại cá chích ở ngoài Tampa Pier rồi đó, thì là mấy anh đem về đây chế biến hai món. Thứ nhất là món hấp, món thứ hai là món cá chiên đó, rồi cuốn bánh tráng. Trời ơi, nước mắm nhìn hấp dẫn quá nè. Wow. Anh nói qua sơ sơ bà con mình đây sinh sống nghề gì anh? Thì ở đây thì anh đời thì ảnh có một công ty cắt cỏ, anh này cũng công ty cắt cỏ. Còn em này, anh Mai là em của anh đời thì làm bưu mấy chiếc tàu, mấy chiếc giáp đồ để cho những người nhà giàu người ta mua. Thì em cũng làm trong nghề đó luôn. Wow, hay quá vậy. Chứ là mình chuyên bưu mấy cái tàu đó, bưu là mình làm sao anh? Mình làm từ A đến Z luôn. Coi như là làm từ ở dưới lên trên luôn, thành ra một chiếc tàu. Mà chiếc tàu mắc tiền không à, chiếc tàu là mấy triệu bạc không à, chứ không có thể là chiếc tàu. Ủa, là mình có công ty mình làm? Mình làm cho công ty. Mình làm cho công ty? Wow. Mình làm. Nếu mà có dịp nào đó mà trở lại đây tìm hiểu thêm cái ngành nghề mà bưu tàu như mấy anh vừa nói đây, hấp dẫn quá phải không? Rồi cái... Đời là thì nhà anh mấy chiếc, rồi bên đây anh cũng bưu chiếc mới. Để, nói chung là ở đây tụi này ai nhà nào cũng có tàu hết á. Wow. Anh qua đây nhắc lại là bao lâu rồi anh ha? Anh đời thì qua đây gần 40 năm rồi. Anh Hải thì cũng cỡ đó, anh Mai thì cũng cỡ đó. Còn em thì 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm rồi. Dạ. Wow. Anh thấy cuộc sống ở đây như thế nào anh ha? Cuộc sống ở đây thì giống như Việt Nam vậy đó. Nắng, khí hậu, nắng ấm, rồi có bốn mùa rõ rệt. Rồi có đi ở đây đó thì cộng đồng Việt Nam, bà con Việt Nam mình ở có đông không anh? Đông anh, cộng đồng ở đây cũng ở rất là đông. Cũng có nhà thờ, cũng có chùa, đồ đầy đủ. Vậy đó. Đặc biệt cái xứ này thì trồng được mẫn cầu, sắp có bông rồi đó. Mẫn cầu. Chợ cũng gần đây, chợ Việt Nam. Việt Nam thì cũng rất là gần đây, chỉ chạy ra có cỡ khoảng 5 phút là tới 2-3 cái chợ rồi. Còn anh tên gì, anh ở đây lâu chưa? Em mới qua 11 năm à. 11 năm? Dạ. Yeah. Wow. Thấy ở đây sao anh, thời tiết khí hậu sao? Ở đây thì ok, giống như Việt Nam thôi. Hồi xưa anh ở đâu ở Việt Nam? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn? Dạ. Yeah. Ở Thị Nghè. Ở Thị Nghè. Rồi thì gia đình bảo lãnh qua đây. Dạ, bảo lãnh qua đây. Dạ. Thì thấy cuộc sống ở đây cũng dễ chịu anh hả? Bên Mỹ chỉ sợ làm biếng là không có tiền thôi. Dạ. Còn có làm là có tiền. Dạ, có làm là có tiền. Chịu cực là có tiền. Có chịu cực là có tiền. Dạ. Đó, ngày hôm nay thì đến nhà anh này, đây là mấy người bạn không ạ? Sáng sớm ra ngoài lưới cá, câu cá xong về đây làm luôn. Đó, bây giờ mình thử cái món này đi, hấp dẫn quá nè. Bây giờ bánh tráng cuốn trước đi. Dạ, bánh tráng nha, bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn không sao, không sao, nhúng nước đó. Đó, bây giờ ha, xong rồi cái lấy miếng rau
lấy miếng rau nè, rồi miếng bún nè, bún nè, cắt nước mắm con, đó thấy chưa, miếng dưa leo đó. Bây giờ là lấy một cái bánh tráng nè, thấy không, bỏ 2-3 con cá vô, bỏ 2-3 con cá vô, xong rồi cái mình cuốn lại nè, đó rau sống rồi, chấm với lại mắm, nước mắm tỏi ớt không anh, chắc lễ thích hà đâu chứ thi ăn. Ngon quá. Không ngờ qua Mỹ mà còn ăn được cá tươi. Giống như trang như mấy cái làng chài Việt Nam. Ngon. Leo rồi, kèm thêm con cá hấp luôn nữa đây. Đó, hai thứ luôn, vừa cá hấp. Nhiều quá rồi, khó cuốn quá. Cũng được, tại này cái này nó cũng mềm lắm. Nó đựng nhanh miếng nhanh đây. Nói dạp một miếng. Còn nhĩ này nữa. Một chiếc fiber này ta. Con này hơi cục, cái miếng da hơi miếng tráng nhỏ quá. Cái này khó xếp nhỏ. Đây. Rồi anh cầm anh ra miếng đi. Con ớt đồ cắn cái nó cay cay ăn mới đã nha. Có. Dữ lắm. Con nhúng nhiều quá cái nó mềm á. Chạy qua thôi. Con cố không? Cố không? Nó đang vậy rồi. Mấy đứa nhỏ đâu để cố. Và thưa quý vị, bây giờ là chủ nhà đem ra cái món phải là rất là hấp dẫn, đó là cá đỏ hấp hành gừng. Qua wow, con cá này bự quá anh ha. Cá này để coi bên đây là kêu là red snapper, bên Việt Nam mình là kêu là giống như cái loại cá hường, nhưng mà cá hường này ở ngoài biển khơi á, chứ không phải là cá hường ở trong gừng. Nghe cái mùi hấp dẫn quá anh ha. Rất là ngon. Cái loại này là anh nhìn anh chạy anh chiếu qua bên đây là anh thấy cái sớ thịt của nó là nó dày như vậy nè. Nó rồi. Dày như miếng thịt bò vậy đó. Con cá này nó bự không? Bự, rất là bự. Con cá này nếu mà đúng mùa của nó là con cá này từ cỡ khoảng là 15 kg. Nếu tính nói theo Việt Nam thì cỡ khoảng 15 kg con cá. Mày nghe nói là dân ở đây sao sướng quá anh, tức là bây giờ thích ăn cá rồi này kia, ăn sò. Tàu ra biển là bắt thôi. Nếu mà mình nhà mình có tàu, nhà mình có tàu là xách tàu ra biển bắt thôi. Còn không có thì anh em bạn bè có lưới nhiều. Có, nếu mà mình ai không có tàu thì đi chung với mình. Vậy thôi. Cái lưới là chia nhau thôi chứ ăn đâu có hết. Ăn không hết, có nhiều khi là bắt về là cũng phải gọi điện thoại năn nỉ lại lấy. Trời ơi sướng quá, bắt cá về rồi gọi năn nỉ lại lấy. Vì thấy ông đây là một tô cá chiên nè, cá lầm, cá chích nè. Mà hồi nãy ảnh quăng có hai lưới thôi, là tại vì nếu mà quăng nhiều lưới quá dư không ai ăn. Mấy cái hình ngày xưa đó phải không? Thành thử ra là ở đây cá nhiều tới nỗi thôi lấy hai lưới về ăn đủ rồi. Đúng không? Lấy thêm nữa cũng không biết làm gì. Đó, thấy không? Vừa chiên cũng bỏ thôi à. À, vừa chiên nè, vừa hấp nè, cuốn rau sống bánh tráng này kia nữa. Rồi chủ nhà đem ra một cái dĩa cà chua bi, cà chua nhỏ nhỏ này trồng ở nhà luôn. Trời ơi toàn là món ngon không. Thì thử ra dân ở đây sống khỏe mạnh mà yêu đời quá anh ha. Sướng quá, thiên nhiên ban đãi mọi thứ hết rồi. Coi như là mình là sẽ gần 80 ông phẹt ở đó nè. Vậy đó. Organic không anh cháu à. Mới 76 à hả? 76. 76 gần 80 rồi anh mà khỏe quá. Chắc ăn cá không? Cá mà. Ăn cá không à? Không ăn thịt. Không ăn thịt. Đó, vị nào mà dự định mà muốn có một cuộc sống khỏe mạnh lúc về già về hưu, mời qua Tampa, Florida. Thấy thèm quá. Thôi đợt sau đi ha. Đợt sau đi. Ok, đợt sau đi. Ông qua đây là đợt sau là nhậu là thoải mái luôn đó. Sáng dắt cho đi quay phim, chiều về là ăn nhậu. Đó. Mạnh dạng chứ để nó cá này cá bằng ngủ. Vô nè. Mày uống nước lạnh hả? Cá này có tiền. Nó hả? Nó chơi cái ly vô đẹp đẹp con cái chơi ly coca. Đây chàng đánh xa. Ok rồi. Chỉ cần dùng cái tay cái là lên đường tận dắt vô ở đầu. Florida này dễ mà restaurant. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu. Trời ơi ông hạnh quá, đi lạ mà tự nhiên đúng ra là hôm nay ăn hamburger. Mà cuối cùng là được ăn cái này. Cảm ơn anh. Không, tôi nhờ vậy tụi tôi mới được. Anh toàn. Tụi tôi mới được lên. Cảm ơn em nhiều nha đầu bếp. Cảm ơn chị nha. Trời ơi.